Mình xin chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả những anh chị em đang theo dõi video của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái video làm cách nào để tận dụng mà lời tối đa trên một con heo nhé. Thì một số anh chị em có nhắn tin, có gọi điện hỏi thăm cùng cái giá bán mà cùng một con heo, cùng một cái số ký đó, nhưng mà cái giá lời không bằng mình. Thì thực ra ấy, anh chị em mới mới vào nghề, mới làm ấy thì chưa có nắm được. Mình sẽ chia sẻ với anh chị em hôm nay mình có thực ra là bốn cái phương án, nhưng mình sử dụng nhiều đó là ba cái phương án chính, còn một cái phương án kia nữa là cái giò thủ đó. Thì mọi người nếu như có thời gian thì làm thêm cái giò thủ, còn không thì thôi cũng được, tại vì mình chủ yếu mình dùng ba cái phương án chính, đó là cái giò giò nạc, giò lụa đó, với lòng chín và thịt chay, trong ba cái phương án đó đấy. Thì chắc mọi người cũng chưa hiểu được là nó có lời bao nhiêu mà lợi nhuận như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người, mình đi vào phân tích rõ, mình cân ký lên từng món một, sau đó mình tính ra giá tiền nhé, rồi mình sẽ cho mọi người thấy cái lợi nhuận của nó như thế nào đó, rồi cộng vào đó thì mình tận dụng mỗi thứ mình lời một ít thì mới tính tổng thể trên con heo đó mình lời được bao nhiêu. Thì rõ ràng là anh chị em chỉ có bán một con heo 100 kg, anh chị em chỉ bán thịt không thì xác định là nó không bao giờ lời bằng mình được. Mình có thêm ba cái món này, ba cái phương án này chia sẻ với anh chị em, đảm bảo nếu anh chị em làm được như vậy thì khẳng định là lợi nhuận sẽ cao hơn, tức là mình sẽ lời tối đa ở trên con heo đó. Thì bây giờ bắt đầu mình đi vào mình đăng ký, mình sẽ tính toán ra cái giá tiền cho mọi người cùng tham khảo nhé. Nếu anh em nào cảm thấy video của mình hữu ích thì like cho mình một lượt, chia sẻ cho mình một lượt thì càng tốt. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phương án thứ nhất, đó là mình sẽ phân tích về cái bộ lòng nhé. Từ giai đoạn lòng sống mình sẽ cân ký vào giá thành tiền từng món một, rồi mình sẽ tổng ra bao nhiêu, rồi ra lòng chín bao nhiêu tiền thì anh em trừ ra sẽ biết được là lời bao nhiêu trên một bộ lòng khi mình bán lòng chín nhá. Đầu tiên thì mình sẽ ký cái lòng non lên cho mọi người xem là nó được được bao nhiêu ký. Cái gan với cái phổi do mình làm trước, mình cho mình ngồi trước rồi mình cũng có kịp quay, thì gan được 2 ký với cái phổi được 1,2 ký. Đây cái lòng non khi mà mình đã làm sạch thì mình cân lên nó đạt được 2 ký, 2 ký đó. Nếu mà mình bán sống mà mình bán riêng như vậy thì lòng non với cái giá là 80k một ký nhá. 80k một ký lòng non, 2 ký là 160. Rồi, tới mình sẽ ký cái dạ dày. Cái dạ dày thì 170k một ký là 17.000 một lạng. Thì ở trên này mình ký thì nó được 5.5. 5.5 thì trừ hao trừ nước đi thì chắc tính 5 chấm thôi, 5 lạng thôi. 5 lạng nhân với 170 thì được 180k ở trên cái dạ dày này. Đó. Rồi tới tim cật nhá. Tim thì mình bỏ vào bọc như thế này, vì người ta dặn không có được rửa nước ấy, để làm thuốc hay gì đó. Cái này là riêng giá nó riêng nhá. Tim thì 200k một ký, 20.000 một lạng. Thì ở trên này thì mình ký cái tim không thì được khoảng 4 lạng, hơi yếu tí nhưng mà tính cho 4 lạng đi, 42 là 8, là 80.000. Tim. Rồi mình sẽ ký cái cật lên cho mọi người xem. Cật thì sẽ có giá là 80k một lạng, à một ký, 8.000 một lạng. Thì cật ở đây sẽ được 3 lạng. 3 lạng cật nhân với giá 80, 38 24 được 24.000. Thì bây giờ mình sẽ cân ký khi bộ lòng mình đã luộc chín, mình đã dồi và luộc chín lên rồi nhé. Ở đây thì sẽ có đầy đủ trừ mỗi tim với cật ra nhé, là mình bán riêng. Đó, cái bộ lòng chín đó. Nó đạt tới 9,5 ký. Thì mình có thể trừ hao đi nửa ký cái đi thì mình lấy 9 ký thôi. 9 ký mà nhân với cái giá 90 hiện tại mình đang bán tổng nhá, mình bán chung chung á là cắt mỗi thứ một tí là 90.000 một ký. Đó. 90.000 một ký thì 9 ký nhân với 90 thì bằng 810.000. Thì anh em tính nhẩm sơ sơ thì nó đã có lời ở trong đấy rồi. Rồi cộng thêm cái tim với cái cật mình bán riêng thì nó cũng nằm khoảng hơn 100 ngàn nữa. Là mình trừ cái giá lòng sống đi thì nó sẽ ra cái lời. Đây mình cũng đã ghi chép ra từng món một và tính ra giá tiền để cho mọi người cùng tham khảo luôn. Thì tim thì sẽ là 4 lạng
nhân với 200 bằng 80k, lòng non 2 kg nhân 80 160k, dạ dày 5 lạng nhân 170 85k, gan là 2 kg nhân với 60 bằng 120, cật 3 lạng nhân 80 bằng 24k, lòng dạ 1,5 kg nhân với 60 thì bằng 90k, phổi 1,2 kg nhân 60 bằng 72k. Tổng của nó là 631k, thì có thể trừ hao nước non đi thì cái 31k này mình bỏ đi 600k, thì đó là nguyên tổng thể một bộ lòng chín nhé. Một bộ lòng chín là mình đã bán, là mình tính chi ni rồi đó, là nó ra được 600k, 630k thì trừ đi thì còn 600k đi, đó, trừ hao đi đó. Đấy là hết đáp. Có thể là bán nhiều chỗ thì cái gan này bán cái giá nó không được 80 đâu, nhiều chỗ thì gan này rất là rẻ, khoảng 30-40 ngàn ký đó. Thì nhiều khi bộ lòng nó chỉ, nếu mà làm sống ấy, thì nó chỉ được bán sống, nó chỉ được khoảng 500-600k là cao. Rồi khi mà mình đã nhồi lòng chín ấy, bởi vì cái nhân này, cái nhân mình nhồi này chỉ thêm một ít hành lá, ít lá răm, rồi ít đậu phộng, lạc đó, gia vị đó. Rồi một ít cái ngò, miền Bắc thì gọi là cây rau mùi đó. Rồi cái mỡ ấy, chủ yếu là cái mỡ, thì mấy cái mỡ chải ấy, thì đa phần là mình cho đi, mình bỏ đi thôi, mình dùng đó, để mình nồi nòng thì nó lại rất là ngon, mỡ chải. Rồi thêm chút tiết nữa. Đây thì mình đã nhồi và mình luộc chín đấy, thì mình cân tổng thể nó là 9,5 kg, thì mọi người cũng đã thấy là 9,5 kg thì cho mình bỏ heo đi thì nó còn 9 kg, 9 kg mà mình nhân với giá 90 thì nó ra 801, 810k đấy. Thì mình trừ đi 631k nhé, mình vẫn lấy đủ 631k nhé. Thì mình còn lời được 279k, 279k này. Rồi á, cộng thêm với 80.000 tiền tim, 80.000 tiền tim với 24.000 tiền cật đó, thì nó ra là 383, 383k. Thì á, rõ ràng là giữa lòng chín và lòng sống thì mình đã lời 383k. Thì cho là 83k này mình có bỏ đi cho nó hao hụt nước non, nó có róc nước nó hao đi thì mình vẫn lời được 300k đấy. Đây là lời trên một bộ lòng nhé. Khi mình đã cất công mình làm bộ lòng chín thì mình lời được khoảng 300k. Rồi còn các cái kia thì coi như mình trừ vào cái chi phí như rau cỏ này kia kia nọ đi đó. Cái công cán thì thực ra ấy, thì làm cái nghề này ấy, thì anh em cũng biết là phải thức đêm thức hôm, thì mình dậy sớm một tí không quan trọng, mình dậy sớm một tí để mình làm thêm cái này, mình kiếm một tí rồi đấy. Đây là một cái phương án thứ nhất là mình đã chia sẻ với mọi người, là mọi người biết được cái lợi nhuận từ một bộ lòng nó ra được như thế rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đến cái làm giò đi, rồi tiếp tục đấy, phương án thứ hai là phương án làm giò nhá. Mọi người cùng tham khảo, cùng theo dõi video của mình nhá, thấy hay thì like cho mình, chia sẻ giúp mình. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký giúp mình nhá. Rồi bây giờ đến cái phương án thứ hai, đó là phương án làm giò nhá. Thì mình sẽ lấy thịt mông và thịt cốt lết. Thì hai cái giá thịt nạc này thì nó đang nằm với cái giá mình đang bán là 101 và 110k một ký. Đây thì mình sẽ, hôm nay mình sẽ làm 5 kg, 5 kg thịt. Thành phẩm thì khoảng 7-8 kg giò đó, 5 kg rưỡi thịt nhé, 5 kg rưỡi thì mình lấy 5 kg 6. Nhà mình dư thịt mà, mình nhà mình nhiều thịt mà, không lo cái vấn đề thiếu thịt. Làm thêm thịt cho nó ngon. Thì 5 kg 6 cốt lết và thịt mông là không như thế này ấy, ở hiện tại chỗ mình là 110. Thì ở trên này tổng cả là 5 kg 6 thịt. Ở này thì mình sẽ chia thành 2 mẻ, mỗi mẻ tầm 2 kg 55. Rồi mình sẽ thắt thịt ra như thế này, trong đó mình chia ra 2 mẻ. Bây giờ mình sẽ ký một mẻ là 2 kg 55. Rồi cộng với 7 7 lạng mỡ, mỡ khổ nhé. Đây, mỡ khổ đây. Mỡ mình đã để đông rồi. Ba cái mỡ này thì nó rẻ rẻ ạ, có mấy chục ngàn à.
tí. Thì nhà mình làm nghề mà ba cái mỡ này thì cứ con nào dày mỡ đẹp là mình thắt, mình đóng vào tủ đông, thì đại khái là không không tính tiền, nó là cái giống như gần như là bỏ đi. Đó. Rồi bây giờ khi mình xay ra rồi thì nó được tổng thành 7 cây, 7 khuôn, mỗi khuôn 1 kg. Hồi nãy thì mình có dư khoảng 3 lạng, nên hơn 3 lạng một xíu là cái mọc, mình không có đủ khuôn cho nên mình đã bán để bán sống. Còn luộc lên rồi thì bây giờ mình sẽ cân 7 khuôn này lên xem nó được bao nhiêu ở giò nhé. Rồi, tổng là 7 ký 7 mấy? 7 ký 75. Giò thành phẩm nhá. Đó, với 3 lạng mọc kia nữa thì cho nó là 8 ký. Đấy, 8 ký thì với cái giá là mình đang bán hiện tại là giò thì 160k 1 ký, giò zin nguyên chất. Mọc để sống mà không luộc bán mọc ấy thì là 150. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình phân tích về cái giá thịt và giá giò để xem nó có lợi nhuận gì ở trong này cho mọi người cùng tham khảo nhé. Mọi người cùng theo dõi hết video của mình nhé. Rồi bây giờ mình đi vào phân tích nhé. Mình có ghi rõ ràng ra đây cho mọi người cùng tham khảo rồi đấy. 5,6 kg thịt nhân với giá 110k thì bằng 116k. Đó, 1,4 kg mỡ nhân với 60 thì bằng 84.000. 616.000 cộng với 84 thì bằng 700k. Tức là 700k tổng mỡ và thịt nhé. Đó. Thì khi mình thành phẩm ra giò đây. Thành phẩm ra giò thì tổng là 8 kg giò. 8 kg giò nhân với cái giá hiện tại mình đang bán là 160k thì nó được 1.280.000 này. Đó, thì mình sẽ trừ đi 700k tiền thịt và tiền mỡ thì còn lại 580k. 580k này, 80k này mọi người có thể trừ vào nước mắm và gia vị. Còn công của mình là ăn 500 này đi. Đó, mình cứ lấy cái công xay rồi công mình thức dậy sớm, mình lời đến 400-500. Đó, mọi người đã hiểu chưa? Đấy, bây giờ là cái phương án thứ hai rồi á. Rồi tiếp đến cái phương án thứ ba, đó là thịt xay. Thì thịt xay thì mỗi bận mình bán khoảng độ 6-7 kg. Thì mấy cái thịt này á, đa phần là những cái thịt mà nó không phải là bỏ đi, nhưng mà cái thịt rời thịt vụn, tức là những mình tách rồi mình ấy từ những cái miếng thịt ra để cho miếng thịt của mình nó đẹp. Tại sao vì vậy? Vì nếu mình muốn miếng thịt của mình nó đẹp ấy thì mình phải tách, mình phải lọc, mình phải tỉa tốt làm sao để cho miếng thịt nó đẹp. Đó. Như vậy á thì phải dùng đến cái máy xay để mình dùng những cái đó mình xay thịt. Ở chỗ mình ấy thì người ta rất là chuộng cái thịt xay, bởi vì về có thể là kho ăn rất là dễ, hoặc là nấu canh. Đại khái là ngày nào mình cũng bán gần chục ký. Thì á khi mình xay lên rồi á, cái thịt xay này mình bán với cái giá cũng 110k, nó cũng giống như một cái thịt nạc này. Đó, giá nó như một cái thịt nạc đây, 110k 1 kg là thịt xay. Còn mấy cái vụn vụn đấy thì thực ra là bán không biết bán kiểu gì. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ xay ra, mình bán với cái giá 110k thì ở đây mình xay 6 kg, mình tính cho nó là 660k. Đó. Trừ đi khoảng 400k đi. 400k cái thịt vụn, tức là nếu mình không xay thì mình có bán đồ bán tháo đi thì 300-400k thì mình vẫn có lời ở đây là 200 đến 260k. Đó, mọi người hiểu như vậy chứ. Đó. Thì mình gom mỗi thứ lại một tí là bên này 200, bên này là 800 thì 500 thì coi như là đã 700 rồi, chưa nói đến bộ nọc. Đó. Thì nó nơi ở đâu mọi người biết ngay. Đó. Thì khẳng định với mọi người luôn là không có một cái ông thợ nào mà chia sẻ với mọi người về những cái bí kíp nho nhỏ này đâu. Nhưng mà với mình á thì mình làm cái kênh này á thì mình muốn chia sẻ với mọi người thật lòng. Đó, thì ai làm được thì làm, đúng không? Đó. Mỗi người mỗi duyên mỗi số. Đó. Ai hợp duyên hợp số, có khi là cũng làm ăn nó cũng ổn định thì sao? Đấy. Trên thực tế ấy, là mọi người đi hỏi các cái ông thợ thì không ai chia sẻ cho mọi người các cái này đâu. Thật sự mình cũng ngại chia sẻ, bởi vì mình cũng có những cái sự cạnh tranh, cũng có những cái mình đang giấu giếm, mình không muốn để cho những người
tại vì trên kênh của mình ấy, cũng có những người người thân gọi là anh em bạn bè của mình gần gần đấy, họ có ăn thịt của mình ấy, họ cũng có hỏi nhiều về cái vấn đề lợi nhuận này kia cái nọ thì mình cũng giấu, mình không có dám nói thẳng, thì có ai dám nói thẳng ra đâu đúng không? Đấy, cho nên là mình cũng ngại chia sẻ, nhưng mà nhiều số anh chị em cũng cũng thắc mắc thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đấy, anh em cứ một con heo, anh em cứ tận dụng vào những cái như vậy mình suy nghĩ ra đó, mình làm thêm là giò này, chịu khó làm cái nòng chín này, rồi mua cái máy xay nữa, cái máy xay nó rất là tiện đấy. Trong những cái đấy thôi là nó gom lại mỗi thứ một tí thì có phải là trên con heo mình đã lời, các bạn không lời được nhiều như mình, nhưng mà các bạn lời lấy 500, thêm lấy 500 thôi cũng được đúng không? Bình thường các bạn bán một con heo bạn lời 1 triệu, bán thêm các cái thứ này nữa thì mình kiếm lấy 500 nữa thì kiếm được 1,5 triệu. Đó là một cái bí mật rất là thế nhị, phải nói là nó không nên nói ra, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người. Vậy cái thịt xay thì như trên này mình đang là lọc này, mình tách những cái miếng thừa thừa, đại khái là cái đầu thừa đuôi thẹo, cái nào xấu xấu thì mình tách ra để cho cái miếng thịt của mình nó đẹp. Như cái miếng thịt này thì mình đang lấy để mình làm giò, mình sẽ cắt bỏ bớt những cái gân vẫn như những cái miếng thịt mà nó tái, nó không được đẹp, nó không đạt, để mình xay giò cho nó chuẩn. Những cái phần xấu xấu là mình cắt ra để mình xay thịt hết. Bởi vậy cái thịt xay nó rất là lợi, mọi người không có để ý, mà một số anh em thì mới làm thì chắc chắn là không có để ý đến cái điều này, mà khẳng định với mọi người á, cũng không ai chia sẻ với mọi người cái điều này hết á. Thì trên này á, mình sẽ nói về cái vấn đề là nó lợi ở chỗ này. Thì khi mà một cái miếng thịt mà đã vụn ra như thế này rồi á, thì khẳng định với mọi người bán nó rất khó bán. Thì bán rẻ đi vài chục ngàn thì có thể là cũng có người mua. Nhưng ngược lại khi mình cho vô cái máy xay, mình chỉ tốn công một xíu thôi. Đó, mua cái máy xay là tốn tí điện thôi, nhưng mà mình xay nên mình bán với cái giá 110 ngàn ngang với cái thịt đẹp luôn. Thì trên này mình sẽ có khoảng 70% là thịt nhá, còn lại là mỡ. Đây là những cái mỡ ở phần cục mông, mình tách ra cái mỡ và da đấy, mình cái đầu thừa đuôi thẹo mình cắt ra, mình xay pha trộn. Tức là cái thịt xay thì buộc nó phải có một tí mỡ, là vừa có này có mỡ ăn thì nó không bị ngán, ăn ăn nó có ăn riết nó không chán, nó rất là ngon, thì kho nên ăn cơm cũng rất là dễ. Bình thường như mình kho thịt, mình xái miếng, mình kho, mình xào, mình nấu ăn một bữa hai bữa gì nó chán. Mà ở trong chỗ mình ấy, thì người ta rất là chuộng cái thịt này, cái thịt xay này cứ mỗi bận mình bán khoảng 5 đến 10 kg, vì mua về nấu canh hoặc là kho nên ăn cơm rất là ngon, nó dễ ăn. Đây, khi mình xay lên này, mình xay lên thì 70% nạc và 30% là mỡ, tổng đây là 6 kg, thì mọi người nhìn nó sẽ như thế này. Nếu mà khách thích nạc không cũng được thôi, mình không không dùng những cái mỡ kia thì nạc không cũng được, mình vẫn có lợi. Có một một xô 6 kg thịt xay này là mấy trăm ngàn rồi, 600 mấy rồi, mà để cái thịt vụn đó mà bán rẻ rẻ vài chục ngàn ký thì ví dụ bán được 300-400 ngàn cái chỗ đó đi, thì thay vì vậy thì mình xay nên mình bán 110 ngàn ký, không hơn, hơn rất là nhiều. Trên đây là ba cái phương án để tận dụng lời tối đa trên một con heo mình đã chia sẻ với mọi người trên này. Phải nói là những cái mẹo đó, những cái mẹo mà cái bí kíp của mình đã chia sẻ thật lòng với mọi người ở trên này, thì mong rằng nó sẽ giúp ích được cho tất cả những anh chị em nào đang và mới bắt đầu vào cái nghề này. Thì hy vọng rằng là qua cái video này mọi người sẽ áp dụng được để tận dụng để kiếm thêm được cái lợi nhuận từ một con heo đó. Như bình thường mọi người bán con heo nó lời 1 triệu, có thể mình xem được cái video này của mình thì mình áp dụng vào cái cách của mình và sẽ kiếm thêm được vài trăm, thêm một con heo thêm được vài trăm, đó là cũng là cái điều tốt rồi. Rồi, video của mình chắc cũng đến đây thôi. Nếu thấy video của mình hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ video giúp mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nắm thêm được một số mẹo để áp dụng cho công việc buôn bán của mình sau này thành công hơn nhé mọi người. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình nhé.